xin chào quý gia chủ chào mừng quý gia chủ đã đến với kênh tử vi cải mệnh chúc quý gia chủ luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống hôm nay chúng ta sẽ bàn về những công việc phù hợp với người mang mệnh hỏa người mệnh hỏa hợp với nơi làm việc thuộc phương nam đại diện cho hành hỏa tính tình thường thẳng thắn bộc trực đôi khi dễ nổi nóng không làm chủ được cảm xúc phát ngôn vì thế trong công việc hoặc trong các mối quan hệ khó tránh khỏi có lúc làm mất lòng người khác, gây ra rắc rối cho bản thân. Cho nên, khi lựa chọn công việc, ngoài điều kiện phù hợp với sở thích, sở trường, trình độ học vấn, vân vân thì người mệnh hỏa cũng cần tính toán tới yếu tố phù hợp với bản mệnh để bớt những rủi ro không đáng có do tính khí và do ngũ hành không hợp gây nên. Đây là một yếu tố khá quan trọng sẽ giúp cho người mệnh Hỏa hành sự được thuận lợi hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Nếu như có một công việc phù hợp với bản mệnh thì người mệnh Hỏa sẽ vừa được thỏa mãn về tinh thần, vừa được thỏa mãn về tiền bạc, vật chất và khi những nhu cầu này được thỏa mãn thì tự khắc các mối quan hệ hoặc mọi vấn đề liên quan đến đời sống đều sẽ được phát triển theo chiều hướng tích cực hơn. Vậy thì câu hỏi làm sao để biết được ngành nghề nào phù hợp với bản mệnh của mình sẽ là một câu hỏi lớn của những người mệnh hỏa, có đúng không ạ? À? Chúng ta lựa chọn ngành nghề thường dựa vào tính cách, sở thích, khả năng, trình độ học vấn, vân vân mà không để ý tới yếu tố ngũ hành năm sinh. Đó là lý do vì sao mà nhiều người rất có tài và cũng đã cố gắng hết mình nhưng lại khó lòng phát huy tối đa mức độ thành công của họ thậm chí còn gặp đủ thứ chuyện ngáng đường, gây chậm trễ, lỡ dở công việc. Người mệnh hỏa muốn biết ngành nghề nào phù hợp với mình thì trước tiên cần phải biết bảng ngũ hành sinh khắc dưới đây. Kim sinh thủy khắc mộc, mộc sinh hỏa khắc thổ, thổ sinh kim khắc thủy, thủy sinh mộc khắc hỏa, hỏa sinh thổ khắc kim. Ngành nghề phù hợp với bản mệnh là ngành nghề phải tương sinh hoặc tương hợp cho mệnh ngũ hành của gia chủ, có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy sự nghiệp phát triển hơn, hành sự được thuận buồm xuôi gió hơn, hạn chế những nguy cơ gây tổn hại đến con người, con của, giúp cho gia chủ tiến tới thành công một cách nhanh chóng hơn. Ở đây, chúng ta thấy hành mộc tương sinh cho hành hỏa, vậy có nghĩa là người hành hỏa sẽ phù hợp với những công việc có liên quan đến mộc như nghề mộc, gỗ, giấy, hoa, cây cảnh, vật phẩm tế lễ, hương liệu, vân vân. Đồng thời cũng phù hợp với những công việc có liên quan đến hỏa, bởi vì hỏa với hỏa tương hợp, đó là các nghề điện quang, thợ ảnh, hàn xì, nấu nướng, chế biến thức ăn, luyện kim, hóa trang, diễn viên, văn phòng phẩm, vân vân. Người mệnh hỏa bao gồm những tuổi sau đây:

Ở đây chỉ có Thiên Thượng Hỏa và Tích Lịch Hỏa là không xuất phát từ Mộc, còn lại tất cả các hỏa khác đều cần có Mộc thì mới thành hình được. Vì vậy, mặc dù cùng mệnh Hỏa nhưng cũng sẽ có một chút khác biệt trong việc lựa chọn ngành nghề giữa các tuổi. Đây là một cơ sở quan trọng để chúng ta tính toán ngành nghề phù hợp. Không chỉ vậy, trong khoa tử vi phong thủy, đây cũng là một cơ sở then chốt để đoán mệnh các hỏa khác sợ thủy nhưng riêng thiên thượng hỏa và tích lịch hỏa lại không hề sợ thủy ngược lại gặp thủy có khi còn được cát lợi tốt lành cho nên những tuổi thuộc mệnh thiên thượng hỏa và tích lịch hỏa còn có thể làm những công việc có liên quan đến thủy chứ không riêng gì mộc và hỏa đó chính là các ngành kinh doanh thủy sản hải sản nước dung dịch muối du lịch hướng dẫn viên diễn viên dược liệu thuốc men, thầy thuốc, báo chí, vân vân. Tuy nhiên, tốt hơn hết vẫn là nên làm những công việc có liên quan đến mộc và hỏa. Theo bảng ngũ hành sinh khắc thì thủy, khắc hỏa, cho nên những ngành nghề có liên quan đến thủy sẽ không phù hợp với hầu hết những người mệnh hỏa, chỉ trừ thiên thượng hỏa và tích lịch hỏa. Công việc của người mệnh hỏa nhiều khả năng sẽ ngày một đi xuống, suy bại, nếu như gắn bó lâu dài với những nghề có liên quan đến thủy. Nếu được thì chúng ta nên phân tích tứ trụ bát tự để biết được bản mệnh vượng gì và khuyết gì, từ đó sẽ tìm được ngành nghề thích hợp nhất để cân bằng được sự vượng khuyết đó, tận dụng hết những khả năng có thể mang lại may mắn cho chúng ta. Phân tích trên yếu tố năm sinh là phân tích một cách khái quát nhất, vì vậy sau khi phân tích bát tự thì một số trường hợp lại cho ra kết quả khác. Nói chung là chỉ phân tích chi tiết ngày giờ tháng năm sinh mới có thể biết được những điều này, nhưng đó là ở một mức độ cao hơn, còn thông thường chỉ cần chọn ngành nghề phù hợp với ngũ hành của năm sinh là chúng ta đã thêm phần thuận lợi, bớt phần rủi ro hơn nhiều rồi. Thêm một điều nữa, mặc dù chọn được ngành nghề thích hợp nhưng muốn đạt được thành công, chúng ta đều phải quyết liệt hành động, kỷ luật bản thân, thành công không bao giờ đến với những người lười biếng. Và nếu bản thân bát tự tứ trụ không tốt thì việc có một vài cản trở trong công việc cũng như trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, chúng ta nên tính toán đến việc áp dụng phong thủy để bổ sung thêm vào những khuyết điểm của bản mệnh giúp cho mọi việc thêm phần may mắn, bớt phần rủi ro hơn. Con đường tiến tới thành công của chúng ta sẽ được nhanh chóng hơn nếu thấy video này có ích quý gia chủ có thể chia sẻ nó tới mọi người cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo rất cảm ơn quý gia chủ đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại